Xin chào các bạn đã quay trở lại với series Lột Xác 30 Sai TV Trên Đi. Nhân vật trải nghiệm của chúng ta lần này là bạn Dũng, đang theo học tại trường Y Hà Nội. Bạn Dũng hôm nay rất muốn thay đổi ngoại hình bản thân. Cùng xem đến cuối video để xem bạn ấy thay đổi như thế nào nhé. Audio Jungle. Xin chào mọi người, mình là Trần Anh Dũng, 19 tuổi và là sinh viên năm nhất trường Đại học Y Hà Nội. Hình tượng trước giờ của em là thư sinh ngoan hiền và mọi người cũng rất yêu quý em với cái hình tượng đó. Nhưng mà nó đã theo em suốt tầm 13 năm qua rồi ấy. Nói chung là em với Dũng thì cũng đã quen nhau khá lâu. Đối với em thì em thấy cậu Dũng thì cậu ấy luôn đơn giản như thế, từ tính cách đến ngoại hình. Và bạn bè em đôi lúc cũng hỏi em là tại sao mà em vẫn giữ cái kiểu tóc cũng như cái kiểu ăn mặc như vậy lâu đến như vậy. Và em cũng nghĩ là chắc là do mình chưa tìm được một cái phong cách nào đó mà nó phù hợp hơn. Tức là gần như kiểu Dũng rất đơn giản trong mọi thứ và cả kiểu tóc cũng vậy. Từ lúc quen nhau đến giờ thì Dũng vẫn giữ một kiểu tóc đấy thôi và chưa thấy có thay đổi gì cả từ trước đến nay. Ô, em đồng ý luôn chứ ạ? Bởi vì là Dũng giữ cái phong cách này cũng lâu quá rồi mà bây giờ được thay đổi thì em nghĩ là Dũng sẽ khác và thậm chí là sẽ hot hơn bây giờ đấy. Thực sự là em rất muốn thay đổi hình tượng của mình sang một cái mới mẻ hơn và phù hợp hơn với bản thân của mình ạ. Vì Dũng rất được yêu thích ở hình tượng good boy và bạn ấy cũng muốn giữ lại hình tượng đó nhưng vẫn muốn thay đổi mới mẻ và trưởng thành hơn. Nên mình quyết định chọn cho Dũng kiểu tóc side part. Kiểu tóc này sẽ mang lại vẻ trưởng thành nhưng vẫn cuốn hút và lãng tử, hợp với hình tượng mà bạn ấy hướng đến. Kiểu tóc side part cũng rất phù hợp với gương mặt trái xoan của Dũng. Để mới mẻ hơn thì mình cũng sẽ phối thêm màu nhuộm nâu khói, rất hợp với kiểu tóc side part. Và da của bạn ấy thì cũng khá sáng nên màu nhuộm này sẽ càng làm tôn da của bạn ấy hơn. Dũng cao 1m79, khá là cao nên về cơ bản thì sẽ dễ mặc đồ. Nên mình lựa chọn cho bạn ấy theo phong cách trưởng thành nhưng khá là basic thôi. Áo polo, quần đen đơn giản cùng với một đôi Chelsea boot sẽ cực kỳ phù hợp với kiểu tóc side part. Outfit này sẽ tạo cho bạn Dũng vẻ ngoài hiện đại, thu hút mà vẫn rất trẻ trung. Thực sự với kiểu tóc mới này của Dũng thì em nhìn Dũng trông khác biệt hoàn toàn, trông nhìn đẹp trai hơn, cool ngầu hơn và rất ra dáng Hàn Quốc. Và em cũng thấy là với màu tóc mới này là mặt Dũng trông sáng hơn và trông Dũng hiện đại hơn so với kiểu tóc cũ của mình. Thực sự là em không ngờ là cái hình tượng này nó hợp đến với mình như vậy, nhất là kiểu tóc ạ. Sau khi thay đổi kiểu tóc xong em cảm thấy mình trưởng thành hơn và năng động hơn ạ. Và trước giờ thì em luôn gắn mình với cái hình tượng là học sinh áo sơ mi trắng. Và sau khi thay đổi sang cái phong cách như thế này thì em cảm thấy mình tự tin hơn rất là nhiều. Và em rất là cảm ơn 30 Sai đã tạo cho em một cái hình tượng tuyệt vời như vậy.